Thầy à, xin chào các em. Hôm nay thầy Thanh à, hướng dẫn chúng ta ôn tập trắc nghiệm chương vật lý hạt nhân. Thì à, hiện tại là trong bộ đề này gồm 36 cái trắc nghiệm và một câu từ luận nho nhỏ thôi. Thì chúng ta sẽ lần lượt à, bước vào trả lời từng câu trắc nghiệm. Câu số 1, à, hạt neutrino và hạt alpha không có cùng tính chất nào sau đây. A à, khối lượng nghỉ bằng không, b chuyển động với vận tốc ánh sáng, có bản chất là sóng điện từ, d không mang điện, không có số khối. Như vậy thì hạt neutrino với hạt gamma nó sẽ giống nhau ở đáp án a, b, d. Nhưng thầy lưu ý nè, hạt neutrino à, không phải là sóng điện từ. Tại vì trong thang sóng điện từ là không có hạt nơi Chino nha Như vậy đáp án 1 Chúng ta chọn câu C Các trò rõ chưa Rồi chúng ta đến câu số 2 Câu này thì tính toán nó hơi phức tạp tí xíu nha Hạt nhân U23492 phóng xạ alpha Biến thành hạt X Ban đầu Urani đứng yên Động năng hạt X chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng tỏ ra của phản ứng cho rằng khối lượng các hạt bằng u tức là bằng a theo đơn vị là u nha tức là trong những bài tập về hạt nhân nếu người ta không cho chúng ta khối lượng hạt nhân thì chúng ta cứ lấy khối lượng bằng số khối của các hạt theo đơn vị là u nhé các em ha rồi bỏ qua tia gamma như vậy muốn làm bài toán này rất là dễ thầy chỉ chúng ta thủ thuật nè cái thủ thuật này chỉ áp dụng cho trường hợp phóng xạ thôi nha đây là hạt nhân U234 là 92. Phóng xạ phát ra hạt alpha là hạt heli 42 và biến thành hạt nhân X cộng hạt nhân X. Như vậy dễ dàng ta tìm được nè. Theo bảo toàn số khối, hạt X sẽ có số khối là 230 và có điện tích là 90 đồng ý chưa à, Nếu thầy gọi V kép là cái năng lượng năng lượng tỏ ra đó như vậy thì chúng ta lưu ý chỗ này thầy chỉ rất là dễ làm như vậy thì à, động năng của hạt heli động năng của hạt heli là thì ghi là k heli nhá, k heli sẽ bằng lấy khối lượng hạt x chia cho khối lượng của hạt urani rồi nhân với v kép ok chưa còn nếu như chúng ta muốn tính là động năng của hạt x là kx thì chúng ta cứ lấy khối lượng của hạt heli chúng ta chia cho khối lượng của hạt urani và nhân với V kép. Ok chưa? Như vậy thì nếu như chúng ta biết thủ thuật này, chúng ta giải bài toán này chỉ trong một nốt nhạc mà thôi. Như vậy trong bài này ta hỏi là động năng hạt ít chiếm bao nhiêu phần trăm phong nào? Thầy ghi như thế này. Động năng hạt ít thì sẽ bằng khối lượng của thằng heli chia cho khối lượng thằng urani nhân với V kép. Và do người ta hỏi chúng ta là Động năng hạt x chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng á Nên mình sẽ ghi là kx Chia cho v kép Chuyển v kép qua thành chia nha Bằng khối lượng heli là 4 Chia khối lượng urani là 234 Và muốn tính ra phần trăm Chúng ta cứ nhân thêm 100 phần trăm Bằng Chúng ta bấm máy kiểm tra giúp thầy nha thầy được là 1,709 tức là 1,71%. Câu A nhé. Rồi như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong câu số 2. Câu số 3. Cho phương trình phân rã XAZ tạo thành Y A 4 Z 2 sự phân rã trên là phóng ra tia gì thì trong hiện tượng phóng xạ mà nếu như hạt nhân con có số khối nhỏ hơn 4 đơn vị và điện tích nhỏ hơn hai đơn vị thì phóng xạ này chính là phóng xạ alpha đồng ý chưa à, thầy có thể viết phương trình hoàn chỉnh cho chúng ta xem nè là x a z phóng ra hạt heli 42 cộng với hạt nhân con là y. Như vậy theo bảo toàn số khối, hạt nhân con sẽ có số khối là a 4 và có điện tích là z 2. À, các trò rõ chưa? Câu số 4. Câu nào sau đây sai khi nói về tia alpha? A. Có khả năng ion hóa chất khí. B. Có vận tốc sắp xỉ bằng vận tốc ánh sáng thầy trò mình tìm ngay câu sai là câu B rồi. Nếu mà em nào nhớ á, là T alpha có dẫn tốc bao nhiêu thì dẫn tốc T alpha chỉ là 2 x 10 mũ 7 m trên giây thôi. Còn tốc độ ánh sáng là 3 x 10 mũ 8 m trên giây. Như vậy đến đây câu 4 chúng ta chọn ngay đáp án là có dẫn tốc sắp xỉ bằng dẫn tốc ánh sáng là sai ha. Rồi câu C là có tính đâm xuyên yếu. D. Là chùm hạt nhân của nguyên tử hay ly Thì um, những cái vấn đề này chúng ta học thuộc bài Là chúng ta sẽ trả lời một cách chuẩn xác nhất Rồi câu số 5 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 360 giờ Khi lấy ra sử dụng Thì khối lượng chỉ còn 1 phần 32 Khối lượng lúc mới nhận về Thời gian từ lúc mới nhận về Đến lúc sử dụng là Thật ra bài này rất là dễ, bài này có rất là nhiều cách giải các em. Ở đây thầy um, thấy nè, khi lấy ra sử dụng khối lượng còn lại bằng 1 phần 32, khối lượng lúc mới nhận về là 1 phần 32 của M0. Như vậy dễ dàng chúng ta sẽ suy ra được M trên M0 là 1 phần 32. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là T nhỏ bằng trừ T lớn logarit cơ số 2 của m chia cho m0 chúng ta thế vô nè trừ t lớn là trừ 360 giờ ha nhân với logarit cơ số 2 của m trên m0 là 1 phần 32 à, chúng ta bấm máy chúng ta sẽ được kết quả là 1800 1800 giờ mà một giờ á, à, phóng nào? Ở đây là chúng ta thấy đáp án là ngày Ngày đổi sang giờ là một ngày là 24 giờ Vậy thì từ giờ đổi sang ngày chúng ta chia cho 24 Chúng ta lấy 1.800 chúng ta chia cho 24 Sẽ ra được 75 ngày Ok chưa? 75 ngày Đáp án chúng ta chọn là đáp án C Thật ra thầy nói rồi bài toán này cũng có thể giải như sau Bạn nào mà linh ý bạn đó biết là con số 32 này nè 32 là chính là 2 mũ 5. 2 mũ 5 thì thời gian câu đi sẽ là T nhỏ sẽ là 5 chu kỳ và tất nhiên mình cũng được kết quả như thế này. 2 mũ 5 là 5 chu kỳ, 2 mũ 6 là 6 chu kỳ các em lưu ý nha. Rồi chúng ta đến câu số 6. Hạt nhân alpha bắn vào hạt berry 94, đứng yên gây ra phản ứng Berry kết hợp hạt heli 42 tạo ra carbon 126 cộng với hạt nơi trong. Phản ứng này thu hay tỏ bao nhiêu năng lượng tính ra mega evon cho khối lượng Berry, khối lượng alpha, khối lượng carbon, khối lượng nơi trong. Và đặc biệt ở đây người ta cho một U là 932 MegaeVon trên C bình. Như vậy thì muốn giải bài toán này rất là dễ chúng ta dùng công thức là V kép sẽ bằng khối lượng tham gia là M0 trừ cho khối lượng tạo thành là M công thức là nhân cho C bình phẫu nào thì chúng ta lưu ý nè M0 chính là khối lượng của Berry cộng với khối lượng của Heli trừ khối lượng của M là các hạt bên phải á, là M carbon trừ khối lượng nơi công tất cả nhân cho C bình nhưng thầy lưu ý chúng ta nè bài toán này muốn tính ra MeV thì chúng ta cứ um, là nhân cho 932 MeV là xong thì cái thủ thuật này á rất là đơn giản các em nhớ là một u là 932 MeV trên c bình đúng nào mà khối lượng của các hạt nhân là tính theo u như vậy nó sẽ xuất hiện cái tích là u nhân c bình mà U nhân C bình thì chính là 932 mega Đồng ý chưa à, Như vậy thì các em bấm máy theo thầy thôi Những bài toán này chúng ta không nên thế số vô ha Bấm trực tiếp hay hơn M là 9,0122 Cộng khối lượng heli 4,0015 Trừ cho khối lượng carbon là 12 Trừ cho khối lượng của nơi công 1,0087. Những dạng toán này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta giải cái đề này. Nhân cho 932 bằng Vậy kết quả sẽ ra là 4,66. Vậy là V kép sẽ bằng 4,66 MeV. Chúng ta lưu ý nè, dương là tỏa năng lượng còn âm là gì? Là thu năng lượng. Đồng ý chưa? Dương tỏ âm thu. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu A. Rồi các câu rõ chưa Rồi chúng ta đến cái câu tiếp theo Câu số 7 à. Chọn phương án đúng Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ Là khoảng thời gian để A. À, một nửa nguyên tử chất ấy phóng hết khả năng phóng xạ cật lắc rồi b là quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu phóng xạ là không có lặp lại như các em ha c là khối lượng chất ấy giảm đi một nửa d một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác thì theo định nghĩa chu kỳ phóng xạ là thời gian để một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác tức là phân rã 50% và còn lại 50% vậy chúng ta chọn đáp án là câu gì chúng ta chọn câu d nha à, các câu rõ chưa câu d rồi, chúng ta đến câu số 8. Rồi, câu 8 nha. Bologna-2184 là chất phóng xạ alpha, có chu kỳ là 138 ngày. Ban đầu có 1 gram nguyên chất, mỗi phân rã tỏ ra 6,3 megaavon sau khi phân rã hết năng lượng tỏ ra là như vậy thì cứ mỗi hạt bị phân rã thì năng lượng là 6,3 MeV đúng nào như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết như sau đầu tiên là thầy nhắc công thức số hạt nè số hạt bằng m nhỏ trên a nhân cho na na là số avogadro rồi thứ hai là 1 MeV là bằng 1,6 nhân với 10 mũ trừ 13 Joule Ok chưa Rồi Như vậy thì ở đây là cứ mỗi uh, Một phân rã nó sẽ tạo ra 6,3 MeV Như vậy thì tính uh, Năng lượng chúng ta cứ lấy số hạt Và nhân với lại năng lượng một hạt Vậy năng lượng cần tính sẽ là V kép sẽ bằng là số hạt là N Nhân với 6,3 Và nếu như chúng ta nhân thêm 1,6 nhân với 10 mũ trừ 13 thì đáp án sẽ ra đơn vị là Joule nha Tại thầy nhìn nè đáp án này có thể là Joule hoặc là Megavolt nè Ôi chết thầy lỡ rồi à, Thôi thì bây giờ thầy tính ra Joule luôn ha Nếu không có đáp án thì thầy sẽ chia ngược lại cho 1,6 x 10 mũ trừ 13 Các trò rõ chưa Bằng N là thế vô M nhỏ là 1 gram Bologna là 210 NA là 6,022 nhân với 10 mũ 23. Rồi nhân với 6,3. Rồi nhân tiếp là 1,6 nhân với 10 mũ trừ 13. Kết quả thầy là Jun nha các em ha. Jun. Rồi chúng ta bấm máy kiểm tra lại theo thầy nha. Rồi thì được kết quả là NG 2,89 x 10 mũ 9 2,89 x 10 mũ 9 2,89 Đó Nhân với 10 mũ 9 Zoom Như vậy thì anh này có thể viết lại nè Mình đưa dấu phẩy à sang bên phải sẽ là 28,9. Nếu mà đưa dấu phải sang phải thì số mũ này một đơn vị phải không? Số mũ này sẽ trừ đi 1 là 10 mũ 8. Zoom. Vậy ra là 28,9 nhân 10 mũ 8 zoom. Chúng ta chọn đáp án D ha. Đồng ý chưa? À các em nhớ like khi xem cái video của thầy nha các em ha. À các em nhớ chia sẻ kênh YouTube giúp thầy để kênh của thầy được nhiều bạn theo dõi hơn. À, thầy có thể giúp được nhiều bạn hơn mục tiêu của thầy là làm kênh youtube á, là để giúp các em học tốt môn vật lý và yêu bộ môn vật lý của thầy câu số 9 vào thời điểm t bằng không người ta đếm được 360 hạt beta trừ phóng ra từ một chất phóng xạ trong một phút sau đó 2 giờ người ta đếm được 90 hạt beta trừ trong một phút tính chu kỳ bán rã Vậy thời gian trôi qua là 2 giờ đúng không nào? Ở đây chúng ta có thể hiểu thế này nè. Ở thời điểm ban đầu, mình xét trong một phút á, thì nó sẽ phóng ra 360 hạt. Sau 2 giờ, thì trong một phút còn phóng ra 90 hạt thôi. Như vậy số hạt giảm 4 lần, thì có nghĩa là mình có N bằng N0 chia cho 4. Suy ra N trên N0 sẽ bằng 1 phần 4 1 phần 4 bốn. 4 bốn là 242 hai hai, đúng nào thầy lúc nãy thầy nói các em rồi 2 4 2 sẽ là 2 chu kỳ như vậy mình sẽ có được là thời gian t nhỏ là 2 chu kỳ và ứng với thời gian câu đi đó là là 2 giờ như vậy thì chúng ta sẽ tính được chu kỳ t là 1 giờ Ok chưa mà 1 giờ thì là 60 phút chúng ta chọn ngay đáp án C những cái dạng tối này có rất nhiều cách giải nha các em ha rồi câu số 10. Khi bắn phá bo bằng hạt alpha thì phóng ra nơi trong à, phương trình phản ứng là phương trình nào ta? Như vậy thì bây giờ chúng ta xem nè. Bo mình viết lại ăn chắc em ơi. 10 năm cộng với hạt heli 42. Hạt alpha là hạt heli 42 á. đó. đó sẽ tạo ra được một cái nơi trong nơi trong là n10 đồng ý chưa cộng với hạt nhân x như vậy theo bảo toàn số khối á chúng ta nhìn bên trái nè số khối bên trái là 10 cộng 4 là 14 bên phải đây là một không vậy chỗ này phải là 13 ok chưa rồi số khối là của hạt nhân x là 13 nha còn điện tích 5 cộng 2 là 7 đây là 0, không có nào vậy điện tích sẽ là 7 vậy đáp án là hạt nào ta ra sót bốn cho này coi à đáp án a nè đáp án a đồng ý chưa rồi câu số 11 chất phóng xạ natri 24 có chu kỳ bán rã là 1,5 giờ hằng số phóng xạ là hằng số phóng xạ là tìm lambda các em tìm lambda chúng ta sẽ có được là lambda bằng lóc Ne -be của 2 chia cho t lớn bằng lóc theo của hai chúng ta bấm theo máy tính cũng được bằng không ta nhớ là 0,693 chia t lớn chúng ta hãy nhìn đáp án là dây mũ trừ 1 đúng không nào như vậy thì 15 giờ chúng ta phải đổi sang dây 1 giờ là 3.600 giây nhân 3.600 bằng bấm máy ra cho thầy kết quả bao nhiêu ha Thầy được kết quả là 1,283 nhân 10 mũ trừ 5. 1,283 nhân với 10 mũ 5. Và hàng số phóng xạ được xác định là số băng rã tính trong một giây. Đây là dây mũ trừ 1. Ok chưa? Dây với mẫu mình chuyển lên là dây mũ trừ 1. Vậy đáp án chúng ta chọn sẽ là câu gì? Câu A. Ok chưa? Rồi câu số 11 đã xong nha Câu số 12 Công các biểu thức sau đây Biểu thức nào đúng với nội dung của định lực phóng xạ Thì công thức đúng sẽ là đáp án B thôi M bằng M0 nhân E mũ trừ lambda T nhỏ Chúng ta lưu ý cái chỗ là E mũ trừ lambda nhân t nhỏ thì chính là hai mũ trừ t nhỏ chia cho t gì t lớn cái việc chứng minh à, phương trình này cũng không có gì khó khăn nhưng mà thi trắc nghiệm mà chứng minh làm gì các em không có lợi ích gì cho chúng ta hết á câu số 13 chọn câu đúng theo thiết tương đối khối lượng tương đối tính của một vật và khối lượng nghĩ m0 liên hệ với nhau theo hệ thức nào thì đáp án mà chúng ta chọn ở đây sẽ là đáp án. Đáp án ở đây đây ta. Ở đây là thầy um, sẽ dạy dưới đây ha các em ha. Đầu tiên là mình sẽ có là câu 13 thì ở đây nha. mình có khối lượng m sẽ là m0 chia cho căn của 1 trừ cho v bình chia cho c bình. Ok chưa? Thì cái này mình viết lại tương đương là M0 sẽ bằng M nhân với lại căn của 1 trừ V bình chia cho C bình. Đồng ý chưa? Như vậy mình sẽ có M0 sẽ bằng M. Vậy đây là đây là căn bậc 2 phút nào? Như vậy căn bậc 2 của 1 trừ V bình trên C bình mình sẽ viết lại là 1 trừ V bình trên C bình. Mũ 1 phần 2. Ok chưa? thì đáp án chúng ta chọn là đáp án B đồng ý chưa thì ở đây nè để hỗ trợ phần này thì thầy nhắc chúng ta một công thức như sau chắc có lẽ nhiều bạn quên đấy chứ a mũ m chia n thì sẽ là căn bậc n của a mũ m tức là thầy dựa vào công thức thầy vừa ghi á thầy chuyển cái gì thầy chuyển căn của một trừ v bình trên c bình sẽ thành là một trừ v bình trên trên C bình mũ 1 phần 2. Các câu rõ chưa? Rồi câu số 14. Carbon à, C14 à, có chu kỳ 5.600 năm. Một cái tượng gỗ có độ phóng xạ bằng 0,777 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng mới chặt. Đó. Tuổi của tường gỗ là bao nhiêu? thì à, lưu ý cho thầy nè, ở đây là thầy giải luôn câu 14 nha. thực tế là thì à, cái phần này là độ phóng xạ là mấy năm nay không có cho ôn tập, đồng ý chưa? À, chúng ta có lẽ không cần làm các bài tập về à, liên quan đến độ phóng xạ, nhưng thôi, thầy đã đưa ra rồi thì thầy sẽ giải luôn, đồng ý chưa? như vậy thì chúng ta lưu ý nè, theo đề bài đã cho là độ phóng xạ là h nha, sẽ bằng là 0.777 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt là H0. Như vậy thì bây giờ mình sẽ có thời gian T nhỏ bằng trừ T lớn. Lúc này mới sử dụng đấy. Logarit số 2 của M trên M0. Mà M trên M0 thì cũng là N trên N0. Và cũng bằng là H trên H0 luôn. H trên cho H0. Ok chưa? Bằng trừ tới lớn là 5.600 năm nhân với logarit số 2 của h trên h0 h bằng 0,777 lần h0 thì h trên h0 sẽ là 0,3 số 7 bấm máy tính coi kết quả là bao nhiêu ha 5.600 năm nhân với lại logarit số 2 0,777 bằng như vậy kết quả của thầy sẽ ra là 2038 năm. Nhớ là nhập có dấu trừ nữa nha các em ha. Rồi, như vậy thầy trò chúng ta vừa giải quyết xong câu số 14. À các trò đồng ý chưa? Rồi, chúng ta đến câu tiếp theo. Câu số 15. Xét phản ứng hạt nhân sao. À, GT31 cộng với DT21 tạo ra alpha cộng với hạt nơi công. Biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân lần lượt là delta MD, delta MT, delta MHeli. Ở đây người ta không cho mình độ hụt khối của hạt nơi công. Tại vì nơi công đứng có một mình nó à, độ hụt khối của nơi công bằng không nha. Chúng ta nhớ nè, những cái hạt như rô tông nơi công là độ hụt khối của nơi trong nè bằng không nè và độ hột khối của thằng rô tông cũng là không nha đề bài không cho cũng không sao đồng ý chưa như vậy thì muốn giải bài toán này thì chúng ta phải nhìn vào cái phản ứng á nhìn vào phản ứng nha như vậy thì chỉ có tính năng lượng theo khối lượng là lấy trước trừ sau bây giờ thầy sẽ tính năng lượng theo độ hột khói khối sẽ lấy là sau trừ trước vậy lấy độ hột khối của thằng pha cộng độ hột khối thằng nơi trong trừ khối độ hột khối của anh uh, GT trừ cho độ hột khối của anh Doteri uh, tất cả uh, cũng nhân cho 931,5 mega evon đồng ý chưa uh, cái bấm thử kết quả là bao nhiêu ha nhớ là nơi trong đứng một mình thì độ hột khối bằng không nha bằng 18,07 nha các em. Vậy đáp án của chúng ta sẽ ra là V kép bằng 18,07 MeV. Ok chưa? 18,07 chúng ta làm tròn là 18,1. Chúng ta chọn đáp án B. Xong chưa? Rồi chúng ta đến câu số 16. Phải B không ta? à, đúng B. Câu 16. Câu 16. Carbon 126 có khối lượng hạt nhân là một hoặc 11,9967 U. Khối lượng rô tông, khối lượng nơi trong cho một U là 931,5 MeV. Độ khối là Như vậy đây ta hỏi chúng ta độ hụt khối thôi. Chúng ta lưu ý giùm thầy nè. MeV là đơn vị của năng lượng, còn MeV chia cho C bình là đơn vị của khối lượng. Và các hạt rô tông nơi trong hạt nhân Điều tính theo là U và chúng ta cứ thế một U là 931,5 MeV trên C bình đồng ý chưa Vậy thì độ hụt khối là delta M bằng Z nhân MB cộng với A trừ Z nhân khối lượng nơi công trừ cho khối lượng của hạt nhân là hạt carbon đồng ý chưa Bây giờ chúng ta tại vì khối lượng của rô tông nơi trong và hạt carbon đều tính theo U thì chúng ta cứ thấy U là 931,5 mega evon chia cho C bình chúng ta lưu ý nghe có chia cho C bình thì vẫn còn là đồ hụt khối còn bỏ đi cái chữ C bình thì nó trở thành năng lượng liên kết nha rồi chúng ta bấm coi Như vậy thì được kết quả là 92,49 bằng 92,49 mega evon chia cho C bình. Vậy đáp án chúng ta chọn sẽ là đáp án B nha các em ha. Thì nói tóm lại là thầy đưa cho chúng ta cái phương pháp giải. À, nếu mà thầy bấm máy có nhầm lẫn à, thì các em thông cảm cho thầy nha. Thì à, nói chung là thầy bấm máy qua một lần thì cái khả năng nhầm lẫn chắc có đôi khi cũng có thể có à, nếu mà có sai sót thì các em điều chỉnh giùm thầy nha để thì cắm sạc laptop hết pin rồi rồi chúng ta đến câu 17 nha câu 17 rất là dễ làm các bài tập này cho phản ứng hạt nhân à, uh, GT31 cộng với mươi 21 tạo ra alpha và nơi trong cho khối lượng GT, khối lượng DT, khối lượng alpha, khối lượng nơi trong và cho một U là 931 MV trên C bình. Năng lượng tỏ ra khi một hạt alpha được hình thành là à, chỉ xét một hạt alpha hình thành của nào? Vậy thì một hạt alpha được hình thành thì tức là nó sẽ ứng với một phản ứng. Vậy mình sẽ tính năng lượng tỏ ra của một phản ứng thôi. Vậy năng lượng này bằng lấy khối lượng của chi cộng khối lượng đô te ri trừ cho khối lượng alpha trừ khối lượng nơi trong. Lưu ý này tính theo khối lượng là tính năng lượng theo khối lượng là trước trừ sau nha, bằng ơ nhân với 931 MeV. Ok chưa? À, tất nhiên là không có ghi chữ C bình nha. Lưu ý là lấy khối lượng ban đầu trừ khối lượng tạo thành nhân cho 931 sẽ ra được là năng lượng của một phản ứng Rồi như vậy thì đến đây thầy được kết quả là 17,586 mevon. 17,586 á thì chúng ta thầy làm tròn là 17,6 vậy đáp án chúng ta chọn sẽ là câu b ha, câu b. Đồng ý chưa? À, để giải được một cái video à, thì cái thời gian dài cũng khá dài, đồng ý chưa? Do đó chúng ta mà nếu xem được hết các video của thầy Là chúng ta có thể là à, tự học được Đỡ tốn thời gian đi học thêm nữa Khỏi tốn tiền, không sao Câu số 18 Một lượng chất phóng xạ alpha Số hạt alpha bay ra sau thời gian T được xác định Thì cái hạt alpha bay ra chính là hạt nhân tạo thành đó Chúng ta lưu ý nè, câu 18 nè Phải không nào? Hạt alpha bay ra cứ mỗi phản ứng sẽ tạo ra một hạt alpha thì nó sẽ bằng là là số hạt alpha chính là số hạt nhân tạo thành mà n tạo thành bằng số hạt nhân mẹ bị phân rã là delta n và chúng ta học delta n chính là n 0 nhân với một trừ hai mũ trừ t nhỏ trên t lớn tức là e mũ trừ lambda nhân t nhỏ thầy đã nói rồi hai mũ trừ t nhỏ trên t lớn chính là e mũ trừ lambda nhân t nhỏ vậy đáp án chúng ta chọn sẽ là đáp án gì à, đáp án D thời gian là T cũng được delta T cũng được các trò rõ chưa câu số 19 khi bắn phá à, nhôm bằng hạt alpha à, đây là phản ứng ta cho này các em khối lượng nhôm khối lượng phosphor B lớn là phosphor nha khối lượng alpha khối lượng nơi trong và cho một u là 931 mega trên C bình bỏ qua động năng của các hạt sinh ra năng lượng tối thiểu của hạt alpha để xảy ra phản ứng. Như vậy thì năng lượng để phản ứng này xảy ra là do hạt alpha cung cấp, đúng nào? Vậy thì đầu tiên mình cứ tính V kép đã. V kép tính theo khối lượng dẫn là khối lượng nhôm cộng khối lượng alpha trừ khối lượng phosphor trừ khối lượng nơi trong, nhân cho 931 mega evol. Ok chưa? chúng ta bấm máy theo thầy nha nhôm là 26,97 cộng với lại khối lượng của alpha là 4,0015 trừ cho khối lượng của hạt phốt pho 20 29,97 29,97 trừ cho khối lượng của nơi trong 1,0087 bằng bao nhiêu đi Mình nhân cho 931 bằng Như vậy thì sẽ ra là âm 6,7 Âm 6,7 Mega Còn còn bằng lẻ thì không ghi nha Như vậy thì dương tỏa âm thu Vậy thì chứng tỏ rằng là Để phản ứng này xảy ra phải thu một cái năng lượng là 6,7 Mega Như vậy động năng của hạt alpha Sẽ bằng độ lớn cái phần năng lượng mà mình vừa tính sẽ ra là 6,7 mega evon chúng ta chọn đáp án là câu b nha ok chưa câu b rồi chúng ta đến câu tiếp theo câu 20 cho phản ứng bologna phóng xạ alpha cộng hạt nhân x vậy x là hạt nào câu này thì có gì khó không rất là đơn giản alpha là 42 đúng nào theo bảo toàn số khối, đây là 209 đầy 4 phải không? Vậy này sẽ là 205. Đồng ý chưa? 205. Rồi. Điện tích là bên trái là 84. Bên phải anh phải là 2 phải không? Vậy điện tích của hạt Z cũng sẽ là 82 thôi. Tại 82 cộng với 2 sẽ là 84. Chúng ta áp dụng bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích. Chúng ta sẽ hoàn thành được câu 20. Vậy hạt nhân chúng ta tìm ra được. Đó chính là hạt có số khối 205 và có điện tích là 82 đó là đáp án D đó là hạt chì nha các em ha chì ok chưa câu 21 cho hạt nhân x 10 năm hãy tìm phát biểu sai số nơi công là 10 trừ 5 năm đúng số nu lông là số A 10 đúng C điện tích hạt nhân là 10 E cái này sai rồi các em số rồi tông là 5 đúng nào từ cái cái cái, cái công thức á là số lượng là 5 Vậy điện tích của hạt nhân sẽ là Z nhân cho E Chúng ta lưu ý chỗ này nha Z là 5, vậy sẽ là 5E thôi Ok chưa Ở đây ghi 10E là sai rồi Đồng ý chưa Rồi đến câu 22 Thí dụ một cái bài toán mà người ta giải một lần thấy nó khó, chúng ta hãy làm lại nhiều lần Thì tự nhiên nó sẽ dễ thôi Đồng ý chưa cho phương trình phản ứng là natri cộng với hạt x à, tạo ra alpha và à, neon như vậy chúng ta coi coi hạt ít là hạt gì ha alpha là 42 nè 42 đồng ý chưa theo bảo toàn số khối nè tổng số khối bên phải là 24 nè số khối bên trái thì hiện tại là 23 không số khối hạt ít sẽ là một đồng ý chưa theo bảo toàn điện tích là tổng điện tích bên phải là 12 Vậy tổng điện tích hai hạt bên trái cũng là 12. Vậy điện tích của hạt X sẽ là 1. Vậy X này là gì? ít này dễ dàng chúng ta biết được một một là hạt gì là hero ít là hero một một hay có tên gọi khác là rô tông ok chưa rồi phản ứng này tỏ hay thu năng lượng cái này thầy ghi nhiều lần chứ thực ra không cần ghi đâu lấy khối lượng của natri cộng với khối lượng của hạt ít là khối lượng hero đúng không nào để bài cho hết rồi nè trừ khối lượng của alpha trừ cho khối lượng của neon rồi tất cả nhân cho 931 thôi nha các em. Tại vì trong bài này ta cho một U là 931 MW trên xe bình. Đơn vị vẫn là MW. Nhớ quy tắc là dương tỏa âm thu nha. V kép bằng. Natri là 22. 22 7. 98 983734. Các em nhập cho chuẩn những số này nha các em ha. Rồi cộng khối lượng của một hạt hero là 1.0073. Rồi trừ khối lượng hạt bên phải là 4.0015. Từ khối hạt neon là 19, 987 1979870. Mình nhập là 19.987 được rồi. Rồi chúng ta nhân cho 931 bằng, vậy thì được kết quả ra là dương nha các em ha, là 2,359, 2,359 Mega Evol. Nhớ là dương tỏ năng lượng âm là thu năng lượng nha, bỏ đáp án AC rồi. Vậy đáp án chúng ta chọn sẽ là đáp án gì? Tỏ năng lượng 2,359 Mega -vol. chúng ta chọn đáp án B nha, còn đáp án D ta không chọn tại vì này là Evon À, các trò nhìn kỹ từng ly từng tí một nha làm bài trắc nghiệm rất là quan trọng chỉ cần sơ sức tí xíu thôi là nó sẽ sai ngay câu 23 một hạt u235 phân hạch tỏ ra năng lượng là 200 MeV nếu 2 gam chất đó bị phân hạch hoàn toàn năng lượng tỏ ra là bao nhiêu chúng ta cứ tìm số hạt rồi nhân với lại năng lượng của một hạt phân hạch là 200 MeV đồng ý chưa? Mà số hạt lại m nhỏ trên a nhân cho NA rồi nhân với 200. Bây giờ muốn đổi sang dương là chúng ta nhân tiếp 1,6 nhân với 10 mũ trừ 13 bằng rồi các em nhập số ha nhập đuôi thầy nha. Em m nhỏ là gam nha, 2 gam chia cho U235A là 235. Nhân NA là có thể bấm ship 724 Công máy tính có số này các em Rồi Nhân 200 nhân 1,6 nhân với 10 mũ Trừ 13 bằng Vậy kết quả của thầy sẽ ra đẹp như mơ 1,6400 Nhân với 10 mũ 11 Đơn vị là Zoom nha Ok chưa Rồi chúng ta chọn đáp án là 1,64 x 10 mũ 11 thì là 16,4 x 10 mũ 10. Đáp án C. Rồi, các câu rõ chưa? Câu 24. Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi hạt nhân? Thì chúng ta học các quá trình phóng xạ alpha, beta và gamma. Thì chúng ta lưu ý nè, gamma là 0,0. Như vậy thì trong cái trường hợp phóng xạ gamma thì cái số khối và điện tích của hạt nhân à, nó không thay đổi. Như vậy nó sẽ không có sự biến đổi hạt nhân. Không có sự thay đổi hạt nhân. Đáp án A nha. Câu số 25. Tìm năng lượng tỏ ra khi một hạt nhân ở đây xét một hạt hả? À U23492 phóng xạ alpha tạo ra đồng vị thori cho năng lượng liên kết riêng của hạt alpha là của Urani là 7,63 của thorium là 7,7 chúng ta nhớ này là năng lượng liên kết riêng năng lượng liên kết riêng bằng năng lượng liên kết chia cho A đúng không nào đó rồi như vậy thì chúng ta lấy năng lượng liên kết riêng chúng ta nhân lại A thì phải ra năng lượng liên kết không à, như vậy thầy viết phương trình như sau U 2, 3, 4 9, 12 phóng xạ alpha là phát ra hạt heli 42 tạo thành hạt thô ri là 230 90 Ok chưa Rồi như vậy thì ở đây người ta cho mình năng lượng liên kết riêng hết rồi Lưu ý chỉ có khối lượng là tính năng lượng theo khối lượng là trước trừ sau nha Bây giờ thì tính năng lượng phản ứng nè Sẽ là lấy năng lượng liên kết riêng Của hạt Heli Và thì nhân với A của Heli năng lượng liên kết riêng mà nhân với a sẽ ra được năng lượng liên kết cộng với năng lượng liên kết riêng của thori nhân với a của thori nó trừ cho năng lượng liên kết riêng của urani và nhân với a của urani rồi chúng ta bấm máy được kết quả về ra bao nhiêu ha Nhớ nghe chúng ta lấy năng lượng liên kết riêng nhân cho a sẽ ra năng lượng liên kết. Rồi cộng với lại của Thori là 7,7 nhân với năng lượng nhân với a của Thori là 230. Rồi trừ cho 7,63 U đi sau cùng ha, 7,63 nhân với a của nó là 234 bằng Vậy kết quả thầy thu được là 13,98 MeV đã bán C luôn ha, thì không cần ghi đâu. Đồng ý chưa? Như vậy thì bài 25 rất là dễ. À, tất nhiên công thức lý thì hơi nhiều. Làm sao nhớ được? À, chúng ta học mà không thuộc, chúng ta cứ lấy viết, chúng ta ghi ra. Ghi chỗ nào thuộc thì thôi. À, các trò rõ chưa? Câu 26. Chọn câu đúng. Hệ thức anh tanh giữa khối lượng và năng lượng là công thức E bằng M nhân C bình câu D. Đồng ý chưa? Như vậy thì công thức này chúng ta rất dễ dàng gặp trong một số chương trình như em yêu khoa học dân dân gì đó. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều. Câu 27. Câu nào sau đây sai khi nói về tia beta? Đây là năng nói tia beta, beta. Bao gồm hai loại là beta trừ, beta cộng nha các em. A. À, beta trừ có bản chất là dòng ở trong chuẩn B bị lệch trong điện trường chuẩn. C tia beta cộng là chùm hạt có khối lượng bằng electron nhưng mang điện tích dương. Đó là hạt bô si công A đúng, B đúng, C đúng. D có khả năng đâm xuyên yếu hơn tia alpha. Đây là sai nha. Tia alpha không thể xuyên qua cái tấm bìa à, dày cỡ là à, micromet đúng nào? nhưng mà t beta trừ đó, có thể là xuyên qua lá, lá nhôm cỡ là mm đồng ý chưa à, chứng tỏ là cái tính tâm xuyên của ti beta nó mạnh hơn so với lại là à, ti à, các trò rõ chưa câu 28 hạt nhân coban 6027 có cấu tạo gồm quá dễ hạt này nhìn là 27 rô tông nè 60 nu lông nè. Lấy 60 trừ 27 ra 33 đúng không nào? Vậy nó sẽ có là 27 rô tông và 33 nơi công. Chúng ta chọn ngay đáp án A. Ok chưa? Còn số nu lông là 60 nha. Rồi, câu 29. Hãy cho biết X, y là nguyên tố gì trong phương trình phản ứng sau đây? Các phương trình. À, có 2 phương trình. Dễ thôi. Đây, phương trình số 1. Perry cộng alpha 42. Tạo ra nơi công 10 cộng x bằng nào? Theo bảo toàn số khối nè, 9 cộng 4 là 13. À, đây sẽ là 12. Theo bảo toàn diện tích là 4 cộng 2 là 6. Vậy x sẽ có a là 12. À, z là 6. Vậy hạt x chính là hạt carbon. 12 6. Ok chưa? Bây giờ phản ứng thứ hai nè, B là rô tông B11 nè. Đúng nào? Cộng phlo 19 9 nè, tạo ra oxy 168 nè. Cộng hai chân con là y nè, đây 11 cộng 19 là 20 Đây 16 phải không Đây 4 A và Z mình biết phía sau cũng được các em Rồi 1 cộng 9 là 10 Đây là 8 Vậy thì điện tích của hạt Y sẽ là 2 Vậy hạt nhân Y là 42 Đó chính là hạt Heli Đúng nào Vậy đáp án chúng ta chọn là X là Carbon Y là hạt Heli Đáp án A nha Ok chưa Câu 30 Câu 30 Điều nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ? Thì cái phần này thầy nói luôn lần nữa ha. Chúng ta không có kiểm tra thi cử về độ phóng xạ. À, nên câu này có lẽ thầy cũng à, không cần phải giải nha. Đồng ý chưa? Qua luôn ha các em ha. Câu 31. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về cấu tạo hạt nhân nguyên tử? A. À, hạt nhân được cấu tạo từ các nêu lông. Đúng rồi có hai loại nưu lông là rồ tông và nơ trong đúng c số rồ tông trong hạt nhân bằng số trong trong nguyên tử đúng d các hạt nhân đồng vị có cùng số nơ trong sai rồi các hạt nhân đồng vị sẽ có cùng số gì cùng số rồ tông vậy câu sai sẽ là câu d ok chưa câu 32 xét phản ứng a tạo ra b cộng alpha hạt nhân mẹ đứng yên hạt nhân con và hạt alpha có động năng và khối lượng lần lượt là KB, MB, K alpha và m -alpha. Tính tỷ số KB và K alpha rất là dễ. Trường hợp phóng xạ thì cái dạy lúc đầu đầu giờ đấy, à, đầu video á, như vậy nhìn vào phản ứng nè. Thầy ghi trước KB bằng lấy khối lượng hạt alpha chia khối lượng hạt chẳng mẹ là MA và nhân với V kép. Đồng ý chưa? Biết làm bài toán này dạy rất là nhanh. Rồi, tính động năng của hạt alpha thì lấy khối lượng hạt B, chia cho khối lượng hạt A, rồi nhân với V kép. V kép là cái năng lượng tỏ ra sau phản ứng đó các em. Như vậy đến đây mình sẽ lập tỷ số KB, chia cho K alpha. Thì V kép trên MA sẽ giống nhau, được nhận mất thì sẽ bằng M alpha, chia cho MB. Quá đơn giản phải không các em ha? tiếc gì một like cho thầy ha Ok chưa 32B Câu 33. Chu kỳ phóng xạ của Bologna 2184 là 138 ngày. Khi phóng xạ ra thiên pha, biến thành chì. Sau 276 ngày, khối lượng chì tạo thành từ 1 gam. 1 mg Bologna ban đầu là như vậy thì chúng ta lưu ý nè. Thầy phải viết phương trình ra. Bologna 210 84 à, Cộng, không phải cộng mà là tạo ra Hạt Heli 42 Cộng với hạt trì 206 82 Cái phản ứng này rất quan trọng nha các em. Bây giờ muốn tính khối lượng trì nè, thì lưu ý nè. M tạo thành sẽ bằng A tạo thành trên A ban đầu. Chi là hạt thứ tạo thành? Nhân M0 nhân với 1 trừ 2 mũ trừ T nhỏ chia cho T lớn. Ok chưa? Biết công thức này dạy rất là nhanh. Vậy đến đây mình có M chì sẽ bằng A tạo thành thứ A của chì các em là 206 chia A ban đầu là A hai mẹ là 210 Chúng ta hãy nhìn nè Bologna cho đơn vị là mg Mà đáp án khối lượng tạo thành cũng là mg luôn Nên thầy để M0 là mg luôn nha Rồi 1 Nhân với 1 trừ 2 mũ trừ T nhỏ là thời gian 276 T lớn là 138 Bấm máy coi ra bao nhiêu hả các em ha Như vậy khối lượng tạo thành là khối lượng trì sẽ bằng Biết giải mau lắm các em. Học vật lý mà yêu vật lý là làm được hết à. Thầy bây giờ còn lên kế hoạch giải nhiều cái video nữa. Nhiều bài nó sẽ rất là khó. Nhưng mà thầy sẽ ráng thầy giải. Mỗi lần thầy giúp được các em đó, đó là niềm vui của thầy. À, như vậy thầy được kết quả ra là 0,7357 7357 0 ,73. 57 Do M0 thì dùng tương gì là mg Thì M của Ochi cũng sẽ là mg A à, đáp án C nha Ok chưa Vậy câu 33 ra đáp án C Câu 34 Phản ứng hạt nhân là Phản ứng hạt nhân là sự uh, tương tác giữa các hạt nhân uh, Dẫn đến biến đổi chúng thành hạt nhân khác Như vậy thì chúng ta nhìn thấy ngay là đáp án sẽ là câu câu a là sự tương tác giữa hai hạt nhân dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt nhân khác câu a nha câu 35 cho phương trình phân rã x a z tạo ra y a z phẩy cộng với beta trừ z phẩy là bao nhiêu đó nào rất là dễ các em bây giờ chúng ta viết lại nè x a z tạo ra được là y a phẩy z phẩy cộng với hạt beta trừ beta trừ là hãy trong e 0 trừ một phải không nào theo bảo toàn điện tích mình sẽ có z sẽ bằng z phẩy trừ cho một đồng ý chưa tức là tổng điện tích bên trái bằng tổng điện tích bên phải chúng ta sẽ tìm được z phẩy sẽ bằng là z cộng với một vậy đáp án ta chọn sẽ là câu câu đề ok chưa câu D. Câu 36. Chất iOS 131 có chu kỳ là 8 ngày. Nếu nhận được 100 g chất này thì sau 8 tuần lễ khối lượng iOS 131 còn lại là Chúng ta lưu ý cho thầy nè, một tuần là 7 ngày đúng không nào? Vậy 8 tuần lễ sẽ là 56 ngày. Vậy khối lượng còn lại là m sẽ bằng m0 nhân 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn. M0 là khối lượng lúc mới nhận về là 100 nhân 2 mũ trừ T nhỏ. Nhớ ngang T lớn là 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 8 ngày. Đúng nào? Không nào, thời gian là 8 tuần, 8 tuần sẽ là 56 ngày. Ok chưa? Bấm máy giùm thầy đọc bao nhiêu ha. Kết quả ra là 0,78125. 0,78125. Đơn vị là gam nha. m không là gam, thì M là gam. Chúng ta chọn đáp án là câu à câu D đây. Câu D. Như vậy thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta giải xong là 36 câu. Thì trong 36 câu này thì có hai câu liên quan đến độ phóng xạ. Thầy nói chúng ta rồi, độ phóng xạ là chúng ta không có thi cử. Đúng nào? À, nên chúng ta đừng bận tâm hai câu đó nha. Rồi, chúng ta đến phần tự luận. Thật ra thì câu trắc nghiệm còn khó câu tự luận nữa Đúng nào à, Câu tự luận mình thêm 4 đáp án vô Nó sẽ trở thành là cái câu uh, à, trắc nghiệm thôi Rồi Cho phản ứng chi cộng với đôi tê ri, à, Tạo ra được là heli 42 cộng nơi trong Cộng với 17,6 MV Lấy NA là 6,02 x ba Năng lượng tỏ ra từ phản ứng khi tổng hợp được 2 gam heli. Như vậy chúng ta nhìn là cứ một hạt heli thì sẽ tạo ra à, được tạo ra sẽ có kèm thêm 17,6 MeV, đúng nào? Vậy 2 gam heli có bao nhiêu hạt? Vậy năng lượng tỏ ra sẽ bằng là số hạt là N nhân với năng lượng một hạt là 17,6 MeV. Ok chưa? N thì bằng M nhỏ trên A nhân NA. Rồi nhân với 17,6 Chúng ta thấy số luôn ha M là 2 gam A Mình đang nói hơi ly mà A là 4 Đúng nào Đợi A là 6,02 Nhân 10 mũ 23 Nhân tiếp 17,6 Bấm dùm thầy V kép ra bao nhiêu ha bằng. Kết quả của thầy ra được là kép bằng 5, 2976 nhân với 10 mũ 24 mega evon. Ok chưa? Rồi. Và nếu mà đổi sang ju thì chúng ta cứ nhân tiếp cho 1,6 nhân với 10 mũ -13 bằng Vậy sẽ ra được là 8,476 16 Nhân với 10 mũ 11 zoom Ok chưa Thì thầy lưu ý các trò nè Là trong quá trình làm bài tập Thí dụ trong trường hợp này nè NA ta cho là 6,02 x 10 mũ 23 Thì mình sẽ lấy số Avogadro Là cái số mà trong bài ta cho Ok chưa Rồi Thầy nhắc thêm nè là muốn tính năng lượng mình có lấy số hạt nhân với năng lượng của một hạt là 17,6 là xong ok chưa một vấn đề cần lưu ý nữa nè là một mega evon là bằng 1,6 nhân với 10 mũ trừ 13 uh, à, joule đúng nào còn nếu mà muốn đổi sang kg sẽ là 1,6 nhân 10 mũ trừ 16 kg uh, à, thầy ghi sẵn luôn tại thế nào trong bài á, thỉnh thoảng ta sẽ gặp một số cái à, bài toán yêu cầu À, đổi đơn vị từ megavolt à sang đơn vị là kilo Joule. À như vậy thì video của thầy á, là đến đây là kết thúc nha các em ha. Thì à, thầy hứa hẹn các em á là sẽ xây dựng tiếp những cái video ôn tập và giải đề thi cho chúng ta. Và dự định sắp tới của thầy là thầy sẽ giải luôn đề minh họa. À, thầy xin chào các em.